Đây, cái chỗ đây SQLite là tôi giới thiệu một chút nha các bạn. SQLite nha. Thì anh SQLite này nè, nó là anh một cơ sở dữ liệu ở dạng local. Ở local có nghĩa là gì ạ? Nó là một cái file dữ liệu thôi. Nó là một cái file dữ liệu thôi. Nó đơn thuần là một cái file dữ liệu thôi. Nó gần như là cái access. Access cũng là file á, nó giống như access ở trong Microsoft Access á. Đó. Nhưng mà nó lại cũng có tính năng để quản lý, tức là lưu trữ dữ liệu và các bạn cho phép các bạn thêm sửa xóa ha. Đó. Nó không giống các cơ sở hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác. Nó không có máy chủ riêng, đúng không ạ? Nó chỉ gọn nhẹ thôi, một file duy nhất, đúng không ạ? Đó. Nó lưu một file duy nhất, nó cũng không phân quyền luôn, nó không quản trị quyền luôn. Là một file thôi. File đấy mà copy ra thì người khác vẫn dùng được bình thường, nó không có, nói chung là không có hệ quản trị. Đó. Nó không yêu cầu tiến trình server riêng, đúng không ạ? Không cần cấu hình. À, không cần phải cài đặt gì hết. Nó có thể lưu trữ dữ liệu, nó kích thước nó nhỏ gọn. Đấy, nhỏ, nó thậm chí là tầm nhỏ hơn 400k thì nó có thể được cấu hình đầy đủ rồi, đúng không? À, cái này là nó là có khả năng từ trường, từ chứa, đúng không ạ? Đấy, không phụ thuộc vào ngoại vi. Đấy, và nó cũng có các transaction, tức là thêm sửa xóa các giao dịch các bạn, đúng không ạ? Cũng đầy đủ chuẩn, đúng không ạ? Đấy. À, nó sẽ kiểu dữ liệu của nó thì cũng kiểu null, kiểu integer, kiểu real, kiểu text và kiểu blob, tức là kiểu dạng dữ liệu lớn các bạn. Đấy, dữ liệu lớn. Đó. Kiểu boolean thì nó không, thì nó đại diện cho phone và một là đại diện cho true. Và kiểu dữ liệu date time của nó thì nó lại ở lưu trữ ở ba dạng thôi. Đó là text, real và integer. Cho nên là khi các bạn làm việc với kiểu date á, thì các bạn mà so sánh date mà nó so sánh bình thường nó không được. Tức là các bạn phải viết một cái hàm để so sánh cho nó. Hiểu không ạ? Tại vì nó so sánh dạng date, nó so sánh dạng dạng text, hiểu không ạ? Dạng text nó khác với một số cái cơ sở dữ liệu khác. Đấy. Các bạn có thể chọn để lưu trữ date time ở bất kỳ định dạng nào, ví dụ có thể dùng text, dùng real hay dùng integer. Ok chưa? Đấy, nó integer nó dây lưu theo số giây các bạn. Nó bắt đầu tính từ 1970 đến thời điểm hiện tại. Hiểu không ạ? Cái số rất là lớn. Đấy, hoặc là real. Đấy, số ngày, tức là ngày của nó là ngày dạng như này, định dạng như này. Đấy, hoặc là định dạng mà text thì có là đây đây man man ye ye ye. Ok. Rồi, bây giờ đến cái phần tiếp theo đó là sử dụng cái SQLite. Thì muốn mà nói về SQLite thì ta phải nói đến cái việc lưu trữ của nó. Thì nó là chính là một cái, tức là cái này chỉ lưu trữ local thôi. À, tức là các bạn cài đặt máy nào thì cái dữ liệu của máy đó. Ok. Nếu các bạn mà xóa cái app đi thì cái cơ sở dữ liệu nó cũng mất theo luôn. Hiểu không ạ? Xóa app đi dữ liệu cũng mất theo luôn. Cái thứ hai nữa là nó không phải là server. Cho nên sau này các bạn muốn làm dữ liệu dùng chung ấy, giống như dữ liệu bán hàng, dữ liệu online, các bạn muốn dữ liệu dùng chung thì các bạn phải cần một cái server khác. Ví dụ như các bạn dùng MySQL, hay là các bạn dùng cái MongoDB, hay là các bạn dùng cái Firebase. Đó, một số ngôn ngữ mà sau này nó thay thế cái anh SQLite. Đúng không ạ? Anh SQLite chỉ là ngôn ngữ local. Bởi vậy người ta thường nói là gì đấy ạ? Anh Android nó chỉ là lập trình front end thôi, không phải là back end nhá. Nhiều bạn cứ nghĩ là cứ làm giao diện Android là back end, không phải. Giao diện là nó đã là front end rồi. Còn sau này database á, thì các bạn sẽ không làm việc với SQLite, mà sau này các bạn sẽ làm việc với các cái cơ sở dữ liệu khác. Database làm việc với cơ sở dữ liệu khác ha, không làm việc với SQLite. Cho nên lập trình nâng cao lên ấy là không làm việc với anh này. Nhưng tại sao lại vẫn dạy SQLite? Bởi vì là các bạn cần phải một nền, có cái nền tảng về database. Nếu các bạn không học vững về cái này thì sau những cái khác các bạn cũng khó để làm. Ok. Rồi, tiếp tục là đến phần mà các bạn cài đặt. Đúng không ạ? Sử dụng SQLite. Thì bây giờ cài đặt á, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu một chút là cái SQLite các bạn có hai cách để các bạn tạo. Có hai cách
để tạo SQLite. Cách thứ nhất đó là các bạn là tạo bằng tool, tạo bằng tool. À, có nghĩa ta dùng cái SQLite Expert để các bạn cài đặt. Cái này có một cái nhá, để các bạn tạo bằng tool. À, các bạn cài đặt lên thì cái này ở đây. Đây, các bạn vào đao cái SQLite Expert và chọn cái bản, đừng chọn bản Professional mà chọn bản Personal. Thì các bạn đao, ví dụ đao cái bản 64 bit này. Nó cũng nhẹ. Đấy, tôi để trong cái setup đi ha. Setup. Ok. Chưa có, đúng không? Cái này nó có 34 mê à? Đào trong 2 giờ thôi. Tôi đào cho vui vậy thôi, chứ chưa dùng đâu. Bữa sau dùng. Được chưa? Để chỉ chỗ cho đào thôi. Search cái anh này SQLite Expert. Rồi. Cách thứ hai là các bạn tạo trực tiếp trong Android, trong ứng dụng Android. Ok. Và bây giờ là ta demo cách 2. Bữa sau cô sẽ hướng dẫn các bạn cách 1, tại vì không đủ thời gian nhá. Hướng dẫn các bạn cách 1. Rồi. Đầu tiên là bước 1 là các bạn tạo project cho cô. Project Android cho cô ha. Đấy. Các bạn ở dưới các bạn làm luôn cho cô nhá, làm theo cô nè. Bạn các bạn mà thấy tạo project mà nó nặng quá thì đừng tạo nữa. Cô new hẳn một cái project để các bạn theo dõi thôi. Đấy, để các bạn có thể áp dụng vào làm assignment luôn. Next. Đấy, cô để cái này là lớp mình là LT15303. Cô để là SQLite. Ok. Đấy, cái này chọn Java. Cái này chọn version 17 thôi. Các bạn nhấn finish. Ok chưa? Đấy. Tắt bớt. Ok. Rồi. Thì SQLite thì nó có hai cái file để quản lý thôi. Nó là SQL DB Helper đây. Nó có hai cái class để quản lý cái database thôi các bạn. Class là SQLite Database để lưu trữ database, và SQLite Open Helper tức là cái này để hỗ trợ các bạn tạo thêm, tạo file, tạo database, tạo bảng, hiểu không ạ? Tạo bảng. Ok. Đấy. À, thì đâu bước 1 là tạo cái này nè, bước 2 nè. Đây các bạn, giờ các bạn phải quan tâm tôi mô tả dữ liệu trước nha. Mô tả dữ liệu trước nè. Đây. Cái này là bắt buộc các bạn mô tả nè, các bạn nhìn nhá. Cô mở cái anh image. Đâu. Đây, bao assignment cho các bạn nhá. Cô mở lại cái assignment này. Assignment. Rồi ok. Đấy nhá, các bạn nhìn nào, assignment là sẽ các bạn sẽ làm là lớp học và sinh viên. Ok chưa? Đấy nhá. Nghĩa là các bạn có hai thực thể. Thực thể lớp học và thực thể sinh viên. Ok. Thì thực thể lớp học thì nó gồm nè. Thực thể lớp học là lớp học nè. Thì nó gồm hai trường đúng không? Trường thứ nhất là mã lớp, trường thứ hai là tên lớp đúng không ạ? Mã lớp nè. Và tên lớp. Rồi. Thực thể thứ hai của ta là thực thể sinh viên. Đây, sinh viên nè. Đây là lớp nè, sinh viên nè. Có tên sinh viên, có ngày sinh. Đúng không? Cô thêm cái mã sinh viên vào nhá. Sinh viên nè. Có mã sinh viên nè. Tên sinh viên nè. Ngày sinh nè. Rồi. À, cô thêm một cái hình vào nữa. Đúng không ạ? Cái avatar vào. Hình đi. Rồi. Và cô các bạn nhìn nè. Nhìn nha. Nếu mà xét về mối quan hệ của hai thực thể này các bạn, lớp học và sinh viên, thì ta sẽ có gì ạ? Lớp học, một lớp học thì sao ạ? Có nhiều sinh viên đúng không? Một lớp học có nhiều sinh viên, quan hệ này là quan hệ một nhiều. Thì
bắt buộc phải thêm một cái khóa phụ nằm ở bảng nhiều. Tức là khóa phụ này là gì đấy ạ? Là mã, mã lớp. Cái này được gọi là khóa phụ nè, cái này là khóa chính. Mã lớp là khóa chính của bảng lớp, mã sinh viên là khóa chính của bảng sinh viên. Thì bảng lớp và bảng sinh viên có mối quan hệ là một nhiều, thì bắt buộc phải thêm một cái gọi là một cái cột hay là một cái trường. Trường này gọi là trường quan hệ, hoặc ta gọi là khóa phụ. Khóa phụ luôn nằm ở bảng nhiều, hiểu không ạ? Nó nằm ở bảng nhiều nha. Nếu mà các bạn vẽ thì nó sẽ là dạng như này. Một lớp học có nhiều sinh viên, mã sinh viên là khóa chính, còn mã lớp nó sẽ là khóa phụ. Ok chưa? Cái này được gọi là hai cái thực thể, và quan hệ của nó là quan hệ một nhiều. Ok chưa? Đấy, nếu mà vẽ sơ đồ nó sẽ là ra sơ đồ này. Ok chưa? Đấy, thì ở đây là tôi sẽ thêm một cái trường nữa là mã lớp vào đây. Các bạn lưu ý nhé, cái này được gọi là khóa phụ ha. Ok, rồi. À, bây giờ các bạn sẽ mô tả dữ liệu rồi, mô tả cái database rồi. Thì bước 2, các bạn bước 3 nè. Các bạn tạo file cơ sở dữ liệu của SQLite nha. Cô sẽ tạo file, tôi đặt tên là DB Helper. Cái này là anh kế thừa cái file là SQLite Open Helper. Được chưa? Kế thừa anh này. Mục đích của anh này dùng để làm gì? Dùng để các bạn tạo cơ sở dữ liệu nè, tạo bảng nè, và các bạn có thể thêm dữ liệu mẫu nè, dữ liệu có sẵn á, dữ liệu mẫu hay ta gọi dữ liệu sạch á, đúng không ạ? Thêm dữ liệu mẫu vào. Ok, rồi bây giờ cô sẽ đi tạo cái này, được chưa? Tạo cái này bằng code nha, các bạn làm theo cô nha. Đấy, cô sẽ làm rất chậm nha. Đây, cô sẽ tạo một cái packet, click chuột phải, cô sẽ tạo một cái packet là database để cô tách riêng ra thôi nha. Cái này không có ý gì ha, database. Đó, tạo packet và các bạn click chuột phải vào packet. Các bạn new một cái file class. Tôi đặt tên là DB Helper. Ok. Rồi, cái này là kế thừa gì ạ? Anh là SQL Line Open Helper. Ok chưa? Rồi, thấy lỗi chưa? Thì nhiều bạn là bấm vào vùng đen này nè, bấm vào vùng đen này, implement nè, thấy không? Đấy, hoặc các bạn Ctrl E nè, Ctrl E, E là với tắt implement á, Ctrl E nè, nó cũng tạo ra hai cái method để các bạn implement ha. Đó, vẫn còn lỗi, các bạn đưa con trỏ vào xem nó lỗi gì nha. Nó lỗi là không có cái default constructor, nó không có constructor ngầm định, thì các bạn phải tạo constructor. Cái constructor này các bạn sẽ học ở trong môn Java 1 và Java 2. Ok, còn sau này nếu mà tức là có thể dạy thêm các bạn được thì tôi sẽ dạy kỹ. Còn thực ra là bây giờ mà nói nó dài lắm các bạn, nói về constructor là một khúc dài như này nè. Thì tóm lại là bây giờ nó không gọi constructor thì các bạn phải tạo constructor thôi, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ hết lỗi ha. Đây, tôi tạo constructor là public db helper. Rồi, ok, ta phải dùng anh super. Rồi, bây giờ nè, trong cái super này á, super là constructor cha, tức là constructor của ông SQLite Open Helper đây nè, là ta gọi là super, là constructor. Thì nó có một đối số đầu tiên, đó là đối số context. Được chưa? Mà context này á, các bạn nhìn nhá, ở đâu ra? Context ở đây thì các bạn thấy là trong cái Java class này sẽ không có context. Context nó chỉ nằm ở trong đâu ạ? Activity, đúng không? Nó chỉ nằm ở trong service, đúng không ạ? Mà anh này có context không ạ? Class thường không có context, cho nên tôi sẽ truyền context vào. Tôi truyền bằng cái đối số, bằng truyền vào đây. Nó không có mà, nó không có thì tôi phải truyền thôi, hiểu không ạ? Đây, tôi khai báo, tôi truyền một cái đối số là context vào. Con truyền ở đâu thì tôi tính sau. Context, đối số thứ hai của nó sẽ là tên của cơ sở dữ liệu. Ví dụ các bạn là LT15303 demo. Ok, rồi
Và thứ hai là ba là cái factory các bạn để known, và cái thứ tư là cái version. Được chưa? Đấy, khai báo luôn. Version để 1, 2, 3 gì đó cũng được. Ok. Xong chưa? Thì câu lệnh này nè là câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu luôn nhá. Tạo database luôn các bạn. Cái này là tạo cơ sở dữ liệu luôn. Rồi, tiếp nè. Các bạn nhìn xuống hai cái hàm phía dưới nhá. Hàm đầu tiên là hàm con create, thì tất cả mọi thứ ta đều viết trong hàm on create, và đối số của nó là có cái database đây rồi. Hàm thứ hai là hàm on upgrade. Còn hàm on upgrade này tức là nó chỉ chạy khi mà SQLite thay đổi version, có nghĩa là nó đổi từ version cũ sang version mới thì nó mới chạy cái hàm này. Khi chạy hàm này thì tôi sẽ thực hiện một số công việc gì đó, tôi sẽ tí nữa tôi làm. À, bây giờ ta qua cái phần tiếp theo nè. Tức là tôi sẽ tạo cái này, tôi gọi là tạo gì đấy ạ? Tạo bảng ha. Tạo bảng. Ở đây các bạn sẽ có hai bảng, đó là bảng lớp học và bảng sinh viên. À, lớp học thì các bạn phải tạo trước, bởi vì sao? Bởi vì là anh này tham chiếu thì cần mã lớp, mà anh này phải tạo trước, anh này mới có mã lớp đúng không? Anh sinh viên mà tạo trước là sai ạ. Tôi phải tạo anh lớp trước ha. Ok chưa? Rồi bây giờ nhá, cô sẽ qua tạo bảng lớp nè. Tôi tạo cái chuỗi SQL gắn bằng create table, tên table là lớp học. Được chưa? Tôi có là mã lớp, tôi để là kiểu text, và nó khóa chính nhá, tôi để là primary key. Rồi tên lớp thì để text thôi. Tên lớp tôi để tách thôi. Ok chưa? Xong đấy tôi để là db.sql, đưa cái này vào. Đó là xong câu lệnh tạo tạo bảng. Được chưa? Rồi bây giờ tôi insert một cái vài dữ liệu mẫu này các bạn. Là sql gắn bằng câu lệnh là insert into vào bảng lớp học value. Đấy, các bạn đưa giá trị vào. Ví dụ tôi để các bạn là cái gì ạ? LT15303. Cái này các bạn để là lớp mobile 15.3. Đó, còn cái này các bạn rồi có do cũng là cái này cũng SQL. Cũng SQL SQL để các bạn chạy thực thi câu lệnh phía trên. Xong rồi cái này các bạn copy cho cô. Hai ba dòng. Ví dụ các bạn là lớp web là WD. Cái này là web. Còn ví dụ UD, ứng dụng phần mềm là UD. Ứng dụng phần mềm. Đó. Đấy, còn cái LT15201. Đấy. Là cái này 15.2, ví dụ như thế. Đó. Có nghĩa là cô vừa tạo xong cơ sở dữ liệu nè. Tạo xong cơ sở dữ liệu nè. Tạo bảng tạo bảng lớp nè, và tôi thêm 4 dòng dữ liệu vào nè. Rồi, bây giờ các bạn cô vừa tạo xong cái bảng lớp học và cô nhập 4 dòng dữ liệu này. Bây giờ cô tạo thêm cái bảng sinh viên ha các bạn. Đây, các bạn copy xuống thôi. Tạo bảng sinh viên, thay cái này bằng sinh viên nè. Rồi, cái này là mã sinh viên nè. À, bây giờ một chút nào, nghe nào, nghe nào. Xui. Rồi, nghe nè các bạn. Cái chỗ này nè, nhìn nè. Bình thường các bạn mã sinh viên ấy, các bạn thường để sẽ là để cái PS0123 gì đó. Thì cái đấy là kiểu text đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ làm một cái demo khác. Tôi không để kiểu text mà cô để kiểu integer. Tức là để demo minh họa cho các bạn thôi nhá. Tức là các bạn quan tâm đến cái tên lớp thôi, con mã tên học sinh thôi, con mã học sinh các bạn coi như các bạn để nó tự tăng ha. Cô chỉ làm để một tình huống để demo thôi ha. Đấy, tại vì cái text trên này các bạn làm rồi. Mã lớp mà text primary key làm rồi. Bây giờ tôi sẽ làm một cái kiểu là gọi là kiểu integer. Thì bây giờ cô sẽ để là mã sinh viên nè. Kiểu không phải là kiểu text mà kiểu integer nè.
và cô để từ tăng nhé các bạn. Cô để là auto increment, từ tăng. Rồi enter xuống cái cho nó xuống dòng dễ nhìn nào. Đây enter cho nó xuống dòng nhá, từ nó xuống dòng nè. Dấu cộng đây là nối chuỗi nha. Rồi tên sinh viên nè, kiểu text nè, phẩy nè, à, ngày sinh nè, kiểu là date nè. Và cái này là hình nè, cô để kiểu text luôn nè, để tên hình nè. À và có cái mã lớp. Mã lớp, mã lớp cái này là các bạn nhìn cái này, chỗ này quan trọng nhá. Mã lớp là khóa phụ nhá. Ở bên này mã lớp ở bên khóa chính là kiểu text, thì mã lớp bên này cũng phải là kiểu text. Đó, nếu mã lớp là kiểu integer thì bên này phải là integer. Rồi tiếp nè, nó cô phải tạo một cái tham chiếu tới cái bảng lớp. Thì để tạo tham chiếu trong SQLite nó là dùng cái reference. Đó, tới bảng là lớp. Và cái mã mà khóa chính mà tham chiếu tới đó chính là mã lớp. Đây. Đấy, cô vừa tạo xong cái bảng sinh viên gồm một cái cột mã sinh viên là để integer và từ tăng. Cột thứ hai là tên sinh viên kiểu text, ngày sinh kiểu date, hình kiểu text, tại vì cô sẽ lưu tên hình. Và cái mã lớp là khóa phụ, ta gọi là foreign key, khóa phụ tham chiếu với bảng lớp. Và đây là khóa chính, được chưa? Đấy, tham chiếu với bảng lớp. Ok. Đó. Rồi, một cái quan trọng thứ hai nữa là khi cô nhập dữ liệu nha. Nhập dữ liệu cho bảng sinh viên nè. À, cô cũng copy anh này xuống nè. Insert into bảng sinh viên. Value nè. À, bây giờ nó sẽ có một vấn đề như này nè. Cái mã sinh viên từ tăng thì ta không có nhập, hiểu không ạ? Ở đây ta có mấy trường các bạn nè, một trường, hai trường, ba trường, bốn trường, năm trường. Năm trường mà có một trường không nhập thì bắt buộc các bạn ở sau cái phần mà bảng sinh viên này, các bạn phải liệt kê các trường các bạn nhập ra. Nếu không liệt kê là nó sẽ bị lỗi, nhập thiếu là nó báo là tên cột với cái dữ liệu nó không khớp với nhau. À, cho nên là các bạn bắt buộc phải liệt kê cái tên cột ra đây. À, tôi liệt kê tên cột là mã sinh viên không nhập thì không liệt kê. Tên sinh viên, à, ngày sinh, à, hình, hình viết hoa thì viết hoa hết nha. Đấy, hoa thường nó không quan trọng nhưng tôi viết hết cho nó thống nhất. Và cái này là mã lớp. Đó, và cái này là cái value. Cô enter xuống các bạn nhìn cho dễ nha. Đấy, có 4 trường thì cô phải liệt kê cả 4 trường. Đấy, mã cái này là họ tên, ví dụ như là cái gì ạ? Âu Bình nè. À, ví dụ như là ngày sinh của Bình là ví dụ 11 tháng 11 năm 2011. À, 2001 đi, 11 kỳ quá. Rồi. À, cái gì ạ? À, hình là ví dụ như là hình chấm JPG phẩy. Rồi. Cái phần mã lớp thì nhập sao? Tại vì cái mã lớp này là có phải mối quan hệ với cái bảng là lớp. Cho nên dữ liệu nhập ở trong cái phần mã lớp thì các bạn phải nhập làm sao nó tồn tại ở phía trên. Ở phía trên này phải có, các bạn mới nhập vô được. Nếu các bạn nhập một cái khác không có nằm trong danh sách mã lớp trên này, lập tức lỗi ngay. Cái này được gọi là ràng buộc tham chiếu nha. Ràng buộc tham chiếu. Hoặc nếu không thì các bạn để null. Để null thì nó thôi, không nhập gì thì nó lại không lỗi. Nhưng nếu để thì tên kia nó phải có. Ví dụ như cái này tôi để là 15201. Ok chưa? Được chưa? Rồi, tương tự tôi copy ra khoảng vài dòng. Đấy. Ví dụ cái này là ví dụ như là cái gì? Âu màu dương. Em là gì dương? Âu màu dương đó. Đây. 2002. Ông này còn trẻ hơn ông Bình nữa. Đấy, tháng 1. 11 tháng 1, à, 22 tháng 1 đi. À. Đây ta coi là cái định dạng ngày của nó bên này nhá, nó sẽ có ngày nè.
thấy không? Là nó sẽ là định dạng gì đấy ạ? Yeah yeah man man đây 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 đúng không? Thì ta sẽ nhập gì đấy ạ? Nhập là yeah yeah man man đây 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 cũng được. Nhập lại nhá. Thôi để vậy đi. Sau cái gì so sánh ép kiểu sau. Đây nó sẽ so sánh thôi. Lại nè. Như 2001 nè. 11 nè, 11 nè. Đấy, ví dụ như vậy. 2002 nè. 1 nè, 22 nè. Đấy. Nó là như vậy á, dữ liệu của nó sẽ là như vậy á. Rồi. Ok chưa? Bảng thứ hai tôi dòng lần nhập hai dòng thôi. Đúng không ạ? Ok, tôi dừng lại xíu cho các bạn. Rồi coi như là các bạn đã tạo database xong nha. Rồi bây giờ nè, cái farm up on upgrade thì sao? Cái hàm on upgrade này nó khi nếu nó thực thi thì tôi sẽ làm công việc như sau, tôi xóa hết dữ liệu đi. Xóa hết bảng lớp, xóa hết bảng sinh viên. Tôi xóa sạch xong tôi tạo lại. Đó là db.sq drop drop table if exists. Nếu tồn tại tôi xóa. Xóa bảng sinh viên. Đó, nếu tồn tại tôi xóa. Tương tự tôi xóa bảng lớp. Tôi xóa bảng lớp. Xóa xong tôi gọi lại cái hàm onCreate này để nó tạo lại các bạn nhé. Tôi gọi lại hàm để tạo lại. Tức là có bao nhiêu bảng tôi xóa hết, xong xóa sạch, xong tôi tạo lại. Đó là cái hàm onUpgrade. Đó. Thông thường thì khi nào mà cái version nó đổi thì nó mới chạy onUpgrade nhá. Còn bình thường nó để bơ vơ về á là không chạy đâu. Ok. Đấy, nó chạy onCreate thôi. Rồi được chưa? Đó. Có xíu à, cái này có mấy dòng. Các bạn không viết dưới này cũng chả ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Hiểu không ạ? Ok. Được chưa? Rồi. Tạo xong rồi, bây giờ đến lượt nè. Cô sẽ tạo cái DAO, file DAO để cô lấy dữ liệu ra nha các bạn. À, bước 4 nè. Bước 4 nè. Tạo file lớp lớp học DAO và sinh viên DAO. À, lớp DAO và sinh viên DAO. Cái lớp này mục đích làm gì ạ? Cái này là để tương tác với dữ liệu, bao gồm 4 thao tác nha. Xem UD, nó là viết tắt của create, tạo mới, insert á, read, update và đi delete. Cái file DAO nó làm mấy cái nhiệm vụ này. Được chưa? Cái file DAO này nó làm nhiệm vụ này các bạn. Ok. Rồi bây giờ ta quay lại cái file DAO này các bạn nè. Rồi. Xong hết chưa? Bây giờ cô sẽ tạo cái thư mục là bucket là DAO. DAO. Trong cái DAO này, ôi cô nghe là cái điện thoại cái gì chả. Alo. Đây bây giờ cô sẽ tạo một cái file, đó là file DAO, lớp DAO trước nha. Lớp DAO. Được chưa? Rồi bây giờ trong cái file DAO này nó chứa cái gì nè? Nó chứa mấy cái hàm này các bạn nè, create nè, read nè, update, delete nè. Cái thấy gì không? Đây, ví dụ như tôi để tạm thời nha các bạn, public nè. Void nè, create nè. Là insert đó. Bình thường tôi hay để insert, update, delete, nhưng mà tại vì tôi làm cho giống người kia thôi. Rồi public void nè. Update nè. Để đó đã chưa làm gì. Public void nè. Delete nè. Để đó chưa làm gì hết. Rồi public void nè. Rồi để cho vui ha. Đó rồi còn một cái public void nè. Read nè. À, tôi để là read all nha, read các bạn để cũng được, hay là read all cũng được. Đọc hết đúng không?
Đó, đọc toàn bộ, read. Ok. Bây giờ các bạn coi quay lại cái phần dữ liệu của mình nha. Quay lại một chút xíu nào. Của database. Thì có phải là dữ liệu của lớp học của ta nó sẽ gồm mỗi cái này là mỗi dòng này, cái này được gọi là một dòng này. Ở đây ta sẽ có bốn dòng. Một dòng của nó gồm hai cái cột, đó là mã lớp và tên lớp. Đúng không ạ? Tức là một lớp, một cái dòng như vậy nó gồm hai phần tử, đúng không ạ? Thì các bạn quay lại cái bài toán ngày xưa của ta, ta tạo cái sinh viên. Thì có phải là ta sẽ tạo một cái đối tượng để ta lưu trữ cái này không? Đúng không ạ? Ta phải tạo một cái class để ta lưu trữ anh này, anh lớp học. Tại vì anh lớp học không phải là một giá trị mà anh là một cái object. Đúng không ạ? Anh này là một cái object. Trong object này nó bao gồm hai phần tử, hai cái biến dữ liệu, đó là lớp học, mã lớp và tên lớp. Thì tôi muốn lấy dữ liệu này, đầu tiên là các bạn phải hiểu là các bạn phải lấy nó ra một cái danh sách. Mà danh sách này là mỗi phần tử của nó đây nè. Danh sách nè, và mỗi phần tử của nó lại là một object. Đúng không? Tức là tôi phải đổ nó ra cái danh sách đã. Tại vì nó là nhiều mà, nhiều dòng. Đúng không? Đó, tức là nó là danh sách. Thì cô phải đổ nó ra danh sách, và mỗi phần tử của danh sách đó, mỗi phần tử của array list đó, thì nó lại là một object. Cho nên bước đầu tiên tôi phải tạo được cái object này đã. Thì cái object này tôi gọi nó là model class này nè, tôi sẽ gọi nó là model. Đúng không ạ? Nó để lưu trữ dữ liệu á, thì tôi gọi là model. Thì tôi sẽ tạo một cái package, đó là package model, để tôi lưu riêng ra khỏi nhầm lẫn nha, model. Đấy. Trong cái model này tôi tạo cái lớp học. Đây, new Java là lớp học. Đó. Trong này tôi cái file này nó rất là dễ, là nó chỉ chứa hai trường thôi. Private là string, là mã lớp. Rồi private string tên lớp. À, tại sao vậy? Tôi lại để là private? Lý do nó là data, nó là dữ liệu. Mà trong cái lập trình hướng đối tượng ấy thì nó có cái tính bảo mật ở trong class này. Tức là các bạn không được truy xuất một cách trực tiếp tới cái trường này, mà các bạn muốn truy xuất tới hai cái trường dữ liệu này, các bạn phải thông qua các cái method trung gian, các class, các method, các cái hàm, cái phương thức. Đó. Thì tôi sẽ tạo những cái phương thức và các constructor để tôi truy xuất với nó. Đầu tiên là tôi generate constructor trước. Constructor hai đối số. Constructor một đối số. Đồng ý không? À không, đối số chứ, xin lỗi. Đó, cái này gọi là constructor default. Rồi sau đó tôi sẽ tạo ra cái getter setter. Đấy, getter setter. Đấy. Và các bạn lưu ý là ta truy xuất thì phải thông qua getter setter. Bởi vì như này, trong cái Java nó có những cái biến mà nó chỉ đọc thôi. Chỉ đọc không được ghi. Thì chỉ có get thì không có set, hiểu không? Cái hàm get thôi, không có hàm set đọc mà. Có hàm read only à, có biến read only không? Có. Những cái các bạn set hoặc là các bạn set quyền cho nó thì các bạn set được trên hàm thôi, chứ còn biến các bạn không thể set được. Cho nên là những liên quan đến cái lập trình hướng đối tượng ấy, thông thường cái dữ liệu này người ta gọi biến đây nè, các bạn phải để là private nhá, phải để là private. Nhiều người bảo thôi để public cho nó tiền, đúng là tiền thật các bạn, nhưng mà nó không bảo mật, nó không đảm bảo nhá. Đấy, nhớ không ạ? Cô ơi, để public cho nó lẹ, đúng không? Ok, được chưa? Rồi bây giờ trong lớp học DAO là tôi tạo ra, tôi sẽ phải trả về cái gì ạ? Một cái danh sách nha. Cái chỗ void này nè là chỗ để cái giá trị trả về của hàm, của method. Thì tôi sẽ phải trả về một cái danh sách. Thì ở đây tôi sẽ để là array list và đối tượng của tôi sẽ là lớp. Cái object này là lớp học. Ok, nó import vào đây rồi. Ok, được chưa? Đó. Rồi, có kiểu trả về thì phải có return. À, return chưa có return gì, tôi return null cho nó hết lỗi, return tạm thời thôi. Bây giờ hỏi các bạn nào, học Java rồi, học JavaScript rồi, return có nghĩa là gì ạ? Trả về gì? Trả về gì? Trả về gì đó, đúng không? Ừ, trả về giá trị tại lời gọi, gọi hàm, trả về value, đúng không? Ừ, đừng nói cô ơi, trả về gì đó là chết ạ. Rồi hai nè,
Nó còn có một ý nghĩa nữa của return mà nhiều bạn thường quên, đó là nó dùng để làm gì ạ? Thoát khỏi hàm. Cứ gặp return nó bay ra khỏi hàm luôn. Có những cái gì phía sau nó không thực hiện nữa. Cho nên là ta dùng nó để điều khiển luôn, điều khiển code luôn. Cứ gặp return nó bay ra khỏi hàm, ta có thể dùng if else các thứ để điều khiển luôn, đúng không ạ? Đấy, tức là return nó có hai ý nghĩa nha. Một ý nghĩa là nó là gặp return lập tức nó bay ra khỏi hàm luôn, đúng không ạ? Những câu lệnh phía sau của nó là không được thực thi nữa. Ý nghĩa thứ hai của nó là trả về giá trị tại lời gói gói hàm. Đó, đó là ý nghĩa của return. Đây. Ok, bây giờ nè. Xong rồi, bây giờ ta đến cái phần ta kết nối với database như nào. Thì cái này là chưa làm gì với database hết. Ta làm sao kết nối với DB helper? Thì bây giờ muốn đi kết nối với DB helper thì ta sẽ khai báo nó thôi. À, ta để là DB helper. Helper. Rồi. Khởi tạo nó các bạn nào. Đúng ra các bạn sẽ là có như này nè, bằng new DB helper. Và nó có một đối số là gì đấy ạ? Một đối số là gì ạ? Helper có một đối số là gì ạ? Một đối số là context. Rồi, tôi hỏi một câu nữa nha. Cái file này có context không? Không. Class thường không có context. Thì tôi phải tạo constructor để tôi truyền context vào. Đấy, cái hay của cái constructor nó là như vậy các bạn. À, vậy tôi sẽ phải tạo một constructor để tôi truyền context vào. Constructor của ta là sẽ là để cái public lớp đó. À, tôi truyền context vào thôi. Context. Rồi. Bây giờ tôi vì thế nên tôi phải bốc anh này đưa vào đây. Đấy, anh này tôi không để ngoài này được. Đấy, tôi phải bốc vào đây và tôi đưa context vào đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, đó là lý do tại sao phải có cái con chắc tờ ở đây. Được chưa? Đấy, nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao có để cái đoạn code này đây, nó bắt buộc như vậy. Để nó truyền cái context vào. Tại sao phải truyền context? Bởi vì anh DB helper nó yêu cầu một đối số của nó là context, cho nên nó bắt buộc nó phải truyền. Đấy, xong. Rồi bây giờ nè. Cô tạo database này các bạn. SQLite database, tạo database. Tôi đặt là DB sẽ gán bằng helper chấm, tôi chỉ đọc thôi cho nên tôi là get read able database. Đấy, câu lệnh này là câu lệnh tạo database. Tạo database để dùng. Database này được tạo dựa trên cái helper bên này. Được chưa? Tức là nó có rồi và tôi chỉ một kiểu là kết nối thôi bằng helper, tôi read cái helper này thôi, read able thôi. Đúng không ạ? Ok, xong. Để lấy dữ liệu thì tôi tạo một con trỏ nhé các bạn. Tạo con trỏ để lấy dữ liệu nha. Tạo con trỏ. Con trỏ. Ủa, cái gì này? Con trỏ ta gọi là pointer. Hay là cursor. Nhiều đọc, nhiều bạn đọc là cursor. Đọc cursor nha. Đấy, cursor. Đó, pointer cũng được, trong này người ta gọi là cursor. Để lấy dữ liệu. Rồi, cơ sở nè. CS gắn bằng db.raw query select sao from from bảng là lớp học và không có đối số argument cho nên nó để là null. Đó, tạo con trỏ là thành công rồi các bạn nhá. Ok. Rồi, tạo con trỏ xong thì ở đây cô sẽ đọc dữ liệu ra. Đầu tiên cô sẽ đưa con trỏ về vị trí đầu tiên là move to first, dòng đầu tiên. Nếu mà lập trình Java thì không cần dòng này. Tại vì khi tạo cái là lập tức con trỏ nằm ở ngay đầu tiên, cho nên không cần dùng này, dùng cái này. Nhưng mà riêng Android thì phải dùng. Bởi vì Android là con trỏ không nằm ở đầu tiên, cho nên bắt buộc phải move to first là vì thế. À, nó ngược ngạo vậy. Java không cần. Nếu bạn nào học Java 2 đang học thì lại không cần cái dòng này. Rồi ta quay trong khi cái này cursor chấm is after last chưa về cuối. Cái dấu chấm than nghĩa là phủ định nhá. CS chấm is after last nó sẽ trả về true nếu nó về cuối. Đúng không?
tôi sẽ phủ định nó để trả về phone, đúng không ạ? Tức là chưa về cuối. Thì tôi sẽ làm gì đó, sau đó con trỏ của tôi sẽ next để sang dòng tiếp theo. Ok, xong đóng con trỏ lại. Close. Rồi bây giờ giải thích một tí với con trỏ nào. Cô sẽ vào bên. Đấy nha, các bạn chịu khó tí nha, giải thích cái đã nha. Đây. Cái này con trỏ là nó trả về cái gì? Nghe nè. Con trỏ này các bạn thấy là nó có phải thực hiện một câu lệnh select không các bạn? Câu lệnh này select này nó sẽ trả về một table. Nó gồm hàng và cột. Cụ thể dữ liệu của ta hiện tại là có 2 cột và 4 hàng. 1, 2, 3, 4 hàng. Đúng không? Thì nó trả về một cái bảng gồm 4 hàng và 2 cột. 1 cột, 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, kiểu như vậy. Được chưa? Và khi cô đưa con trỏ về vị trí đầu tiên. Được chưa? Tôi gọi là fetch á. Fetch, đưa con trỏ về vị trí đầu tiên là move to first, là đưa con trỏ về vị trí đầu tiên. Sau đấy nó sẽ kiểm tra nếu cái này chưa phải là cuối cùng thì nó bắt đầu nó đọc dữ liệu đây, đọc cái 1, đọc cái 2. Được chưa? Nó đọc dữ liệu nhá, đọc nè. Tôi sẽ đọc các bạn nè. Đọc dữ liệu, đọc cột 1, đọc cột 2 nha. Là string mã lớp sẽ gán bằng con trỏ chấm get string cột 0. Cột 0. Đó. Là đọc cột thứ nhất. Cột thứ hai copy. Cái này là để tên lớp. Cột thứ hai. Đó, tôi đọc cột cột thứ hai xong đó tôi phải next nó tiếp dòng tiếp theo. Đúng không? Next nó dòng tiếp theo chính là gọi đến câu lệnh gì ạ? À? Move to next. Ok chưa? Đấy. Next dòng tiếp theo xong là nó lại đọc tiếp, nó lại là kiểm tra, nó quay lại nó kiểm tra xem nó chưa phải cuối cùng. À, nó lại đọc tiếp hai ông này. Đấy, nó lại gọi tới next tiếp cái tiếp theo. Đấy, nó lại nó quay lại nó kiểm tra vòng lặp quay. Chưa phải là cuối cùng. À, nó lại ok lại đọc tiếp, nó lại next. Next xong có phải đến hầm next đây không? Next nó lại quay lại nó kiểm tra quay lần nữa. À, nó kiểm tra chưa phải cuối cùng nó đọc. Rồi nó lại next này các bạn, nó next tiếp. Next tiếp thì nó trả về cuối cùng rồi, cho nên cái này trả về phone cái lập tức nó bay ra ngoài. Hiểu không? Hiểu hiểu chưa? Đấy. Đấy, thực ra là cái con trỏ nó trả về cái table nha các bạn. Ha, hàng và cột nhá. Rồi. Cái này ngày xưa các bạn học SQL cái Java thì nó gọi là reason set, tức là tập kết quả. À, ở đây tôi gọi là con trỏ. Rồi, bây giờ nè. À, cái hay ở chỗ này nè, bây giờ tôi lấy dữ liệu rồi thì làm sao? Tôi phải add vào đâu ạ? À? Ở add vào list các bạn. Tôi lấy dữ liệu rồi thì tôi phải add vào list nữa các bạn. Đồng ý không? Đây, bây giờ nè, tôi copy các bạn coi nè. Đó, tôi add vào list nha. Tôi tạo một danh sách này các bạn. Cái này thay cái này bằng lớp học. Được chưa? Thay chưa? Rồi, tiếp nè. Có phải tôi add dữ liệu vào list đúng không? Thấy chưa? Ctrl C nè. Tôi copy để tôi nói các bạn rằng là cái bài này thì nó giống cái bài hôm bữa. Bài này bữa trước demo rồi. Được không? Đó. Thực ra tôi add vào nè, các bạn nhìn nè. Tôi thay nè, cái này bằng cái lớp học nè. Rồi, ở đây là ta có dữ liệu là gì đấy ạ? Mã lớp nè, tôi thay vào đây nè. Đây, mã lớp nè. Tôi thay cái này bằng tên lớp nè. Tôi truyền một con chapter, đúng chưa? Được chưa? Cứ mỗi lần I next một cái tôi lại add nó vào danh sách. Mỗi lần tôi next một cái tôi lại add nó vào danh sách, đồng ý không? Hiểu không ạ? Rồi và cuối cùng return gì ạ? À? À data. Return cái dữ liệu này nè. Tại vì nó là danh sách mà tôi return cái danh sách. Được chưa? Hết lỗi chưa? Rồi ok. Rồi đến đó các bạn làm. Cái này là cô đã, cô là viết cái hàm thôi, còn cô chưa lấy được ra. Bây giờ cô mà muốn đổ dữ liệu ra thì đương nhiên ta phải đổ vào activity, đúng không ạ? Bây giờ ta quay ngược lại cái main activity nè. Đấy nha. Các bạn lưu ý cho cô nè. Buổi hôm nay cô chưa làm được cái activity kia.
cô chỉ lấy dữ liệu ra và cô lốc nó ra để các bạn coi thôi. Buổi sau cô demo tiếp, tại vì cái activity nó, cái lead view nó dài lắm. Ok, bây giờ các bạn nhìn nha. Đây nè, ta xem cái bài trước nè. Thì đâu, các bạn phải có cái lead view đúng không? Bây giờ cô không làm lead view. Ủa chưa hả? Gì kỳ vậy? Thấy chưa? Đây nè, các bạn phải có cái lead view nè. Nhưng mà cô không làm lead view. Nhưng các bạn phải có một cái array list để các bạn lấy danh sách nè. Được chưa? Để cô lấy cái array list nè các bạn. Đây, cô thay cái sinh viên nè, là bằng lớp đúng không ạ? Lớp học. Rồi, bước thứ hai nè các bạn nhìn nè. Cô sẽ lấy cái data nè, nhìn nha, cái data nè. À, sẽ gán bằng cái dữ liệu nào đó. Bây giờ nha, dữ liệu đâu ra bây giờ? Đây bây giờ nè, đây là get dữ liệu nè, data nè. Thì ta sẽ có là data sẽ gán bằng dữ liệu. Cái dữ liệu này các bạn phải lấy ở đâu đó, đúng chưa? Bây giờ lấy đâu? Bây giờ ta phải thông qua anh DAO này thôi. Anh DAO này lấy dữ liệu đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ lấy như sau. Ở đây cô sẽ tạo ra cái lớp DAO. À, cô tạo cái DAO. Đấy, ở cái chỗ này nè, DAO ta cần phải chuyển đổi số nè. Cái DAO nè, nó phải có cái context nè. Nó phải chuyển context vào, các bạn thấy không? Đấy, ta sẽ có DAO gán bằng new nè. Không có dòng này là nó báo exception, null point liền nhá. Lớp DAO nè. Cái này là context nè, context là main activity chấm gì ạ? Chấm dit. Được chưa? Rồi anh này sẽ bằng DAO chấm gì? Read on xong. À bây giờ đổ dữ liệu ra nè. Thì nếu như là cái bài toán lead view thì đến đây là tôi thay thế cái này bằng data là xong. Còn cái adapter thì như cũ đúng không? Các bạn về nhà làm thử nhá. Thử copy cái anh adapter đã làm trước á. Nếu mà chưa làm thì coi clip trước để làm adapter. Chỉ cần thay cái nào ạ? Thay cái data này thôi, bằng cái data mới thôi. Nó thêm cái DAO và thêm cái này vào là xong. Đấy, giống như bài cũ, bài clip view cũ thôi. Hiểu không ạ? Các bạn thử làm lại cái bài clip view hôm trước đi ha. Về cái view nhá. Hả? Có rồi, bây giờ nhá. Cô sẽ đổ nè, cô dùng vùng lặp để cô đổ ha. For nè. For. Y gán bằng gì ạ? Inter y gán bằng không, y nhỏ hơn gì ạ? Data chấm size y cộng 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 ta lốc nè, lốc ra nè, lốc chấm y nè. Đây, cái này là data nè. Control cách cái lốc đi ha. Đó, data phẩy nè. Tôi lấy cái dữ liệu của tôi nha. Là có phải là ta có là data chấm get nè, y nè, chấm get mã lớp. Được không? Tôi lock ra cái mã lớp. Tôi lấy từng phân tử của nó nè. Bạn nào làm array list thì biết cái này. Được chưa? Rồi bây giờ chạy nha. Ok. Đợi khoảng 2 phút thôi. Cái này nhanh lắm. Rồi ok. Rồi. Ok nha, không mắc lỗi ha. Rồi bây giờ ta check lại nè. Dữ liệu có chưa? Có chưa hả? 5303 nè. 5201 nè, có chưa? Ok chưa? Đã lấy được dữ liệu ra rồi. Tức là cái data này tôi ghét cái DAO này là chạy rồi nè. Đấy, cái này là chạy rồi nè. Read on chạy rồi nè. Ok. Dữ liệu của tôi để trong DB helper này có đúng không? 03 nè, WD, UD nè. Ok chưa? Tức là hoàn thành. Đấy,
Lấy dữ liệu trong activity thì tao phải gọi từ cái DAO này thôi. Đó. Ok. Then về nhà làm lại nha, ông làm lộn nhầm rồi đó.